Đây là một thế giới mà con người đã tìm ra thuốc chữa bệnh zombie, giúp những người từng là sắc sống khát máu tái hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên thứ đang chờ họ chính là sự khinh miệt từ cộng đồng. Họ bị xem như những con quái vật khát máu đang trực chờ săn mồi. Đứng trước sự hắt hủi từ người thân, sự chèn ép từ quân đội coi họ là súc vật, một sự mâu thuẫn ngầm chờ được bùng phát. 4 năm sau đợt bùng phát dịch sắc sống, con người đã chế ra vaccine chữa căn bệnh này. Hơn 70% zombie thử nghiệm đã được chữa khỏi, 8.000 sắc sống còn lại vì kháng thuốc nên vẫn còn bị cách ly. Senan và Connor chính là hai cựu zombie đã được điều trị, cả hai đã hình thành một tình bạn đùm bọc lẫn nhau trong trung tâm. Senan luôn gặp phải những ác mộng khi mình còn là thây ma. Sau khi khỏi bệnh, họ được phóng thích để trở lại cộng đồng, nhưng họ vẫn phải chịu sự quản thúc của quân đội, họ phải báo cáo định kỳ 1 tuần 1 lần về tình trạng bản thân. Đại tá Canter đã cảnh cáo Senan rằng những cơn ác mộng của anh chính là ảnh hưởng từ những nạn nhân mà anh đã hại, nhằm cho anh không bao giờ quên tội ác của chính mình. Không khó hiểu khi người dân vẫn còn sợ hãi vì nghĩ những người như Senan. Họ ghét bỏ anh vì cho rằng những cựu zombie là những sát nhân máu lạnh. Nhiều người không chịu nổi cảnh bị hắt hủy đã chọn cách từ bỏ cuộc sống. Khi chia tay nhau, Connor xin Senan đừng kể chuyện này với chị dâu của mình. Sau đó Senan đã trở về nhà cô để cùng đoàn tụ. Cô ấy là Abby, một phóng viên. Tối đó hai người đã hàn huyên tâm sự. Abby hỏi Senan về những trải nghiệm khi còn ở trong trung tâm thí nghiệm, sau đó đề cập tới tung tích của chồng. Đến giờ cô vẫn chưa biết. Senan cho biết lúc dịch bệnh xảy đến, hai người đã bị chia cắt với nhau. Senan nói chuyện với cháu trai mình, cậu bé thắc mắc có phải cha mình cũng bị nhiễm bệnh giống chú không. Senan trấn an cậu bé, cha em đã ở một nơi an toàn rồi. Đêm đó qua đoạn hồi tưởng của Senan, khi dịch bệnh bùng phát đến Iceland, Senan đã cùng anh trai mình tìm về căn nhà để xem Abby đã an toàn chưa. May mắn cô đã kịp di tản cùng với con trai mình, thế nhưng hai anh em họ lại không an toàn như vậy. Một con zombie xuất hiện từ đằng sau đã cắn vào Senan. Trong lúc nguy kịch anh đã thúc giục anh trai mình trốn vào trong. Quay trở lại với Connor, khi anh đã trở về nhà, khác với sự chào đón của người thân như Senan thì cha của Connor lại dành cho anh một sự kinh tởm vì con trai đã hại chết vợ mình. Ông cảnh cáo Connor hãy tránh xa khỏi căn nhà này. Kể từ khi được phóng thích, Senan đã xin đăng ký để trở lại trung tâm chữa bệnh. Anh trở thành một tình nguyện viên hỗ trợ chữa bệnh cho những người kháng thuốc. Vì từng bị nhiễm bệnh nên xác sống này không hề tấn công Senan. Đây chính là tiến sĩ Cathy, người phụ trách điều trị cho cô ấy. Bà giải thích vì đã trung hòa với một phần virus nên cô gái này nghĩ anh chính là một trong số họ. Đây là người nhiễm bệnh duy nhất mà quân đội cho phép Cathy chữa trị nên bà ấy rất trân trọng mẫu và thử nghiệm này. Nhìn phản ứng của thây ma đối diện với Senan, dù anh có tác động thế nào thì cô ta cũng không tấn công. Sau một thời gian điều trị không có kết quả, chính phủ đang do dự trong việc tiêu hủy những người kháng thuốc. Điều này khiến tiến sĩ Cathy hết sức hoang mang. Quay trở lại với Abby, khi những người xung quanh biết Senan sống với cô, họ liền quay sang phân biệt đối xử với cô. Trên đường về, Abby đã vô tình đi ngang qua Connor. Anh ta sau đó gặp lại Senan. Connor hỏi anh, có phải cậu vẫn chưa kể sự thật phải không? Có lẽ anh cũng sợ cảnh bị ghét bỏ giống như tôi. Khi được hỏi về công việc ở viện, Senan bảo những người kháng thuốc không hề tấn công anh ta. Một lúc sau đại tá bước vào, ông ngồi xuống chất vấn Connor, tại sao không chịu làm công việc mới mà họ giao cho. Hóa ra Connor muốn quay trở lại làm luật sư như trước kia. Bất chấp đại tá Cantor bảo cuộc sống giờ không phải của anh nữa, anh phải chịu sự giám sát của người khác. Cantor cũng nói rằng đừng quấy rầy gia đình của anh nữa, họ không muốn gặp anh chút nào đâu. Connor tức động lao vào ngay lập tức bị Cantor đánh cho một trận. Đêm đó, Senan lại gặp ác mộng nhưng anh mơ thấy mình gặp một đứa trẻ. Mở cửa sổ ra, Senan thấy hình vẽ cảnh cáo của người dân. Lúc này Abby hỏi rằng đêm qua anh đã đi đâu? À, em đi gặp một người bạn thôi. Chiến dịch tiêu hủy thây ma đang được chính phủ giáo diết lên kế hoạch. Bất chấp những nguy cơ về nhân đạo, lúc trở về Connor đã đến nói chuyện với Abby. Anh giới thiệu mình là bạn của Senan, hai người từng điều trị chung với nhau. Abby hỏi liệu có phải đêm qua Senan đã ở với anh không, thì anh ta không nói gì. Abby tò mò cảm giác khi trở thành thây ma là như thế nào. Chính là cảm giác như ta chống lại bản năng của mình, như bị mắc kẹt trong chính thân xác của bản thân. Nhưng đáng sợ nhất là khi ta buông bỏ để bản ngã kia thao túng. Khi tạm biệt, Connor cảm ơn cô vì đã không đối xử với anh ta như quái vật. Ở phòng thí nghiệm, Senan cũng kể về trải nghiệm của mình. Tiến sĩ Cathy trấn an anh, đừng lo vì cậu đã được khỏi bệnh rồi. Sau khi trở lại, bỗng anh thấy hai tên sĩ quan đang tính làm hại thây ma kia. Anh ra sức ngăn cản thì bị họ áp vào tường. Bỗng cô ấy bị thoát khống chế rồi truy đuổi người lính. Không còn cách nào khác, họ phải nổ súng bắn bị thương cô ta. Đối với những người này thì thây ma chẳng khác nào những người đã chết, còn với Senan thì anh lại coi họ là một phần giống như mình. Anh đem chuyện này đi kể với Connor, biết những người kháng thuốc sắp bị đem đi xử tử nên họ phải làm điều gì đó. Connor dụ dỗ Senan tham gia vào tổ chức của anh ta, cùng nhau họ đi ném bom xăng vào một căn nhà mà Connor bảo không có người. Thế nhưng sáng hôm sau Senan lại nghe tin đêm qua một sĩ quan đã chết vì họ.
Qua hồi tưởng của Senan, chính Connor là kẻ đã cắn anh. Khi đã trở thành xác sống, chính Senan đã hại chết anh trai mình. Trước những cuộc biểu tình ngày càng tăng của những người phản đối lệnh tiêu hủy, Connor đã thành lập một liên minh những người chữa bệnh để ủ một âm mưu gì đó. Nhìn thành quả nghiên cứu của mình sắp bị tiêu hủy khiến tiến sĩ Kathy không khỏi u buồn. Bất chấp việc bà ấy sắp tìm ra loại thuốc tốt nhất, Senan bảo liệu sau tất cả nỗ lực, chúng ta có được đền đáp xứng đáng không? Khi anh quay trở về, Abby đã chất vấn Senan rằng đêm qua anh đã đi đâu, và liệu anh có tham gia liên minh chữa bệnh không? Trước những chuyện phải trải qua, cô không khỏi đau buồn khi bị phân biệt đối xử. Khi Senan trở về, cô đã hy vọng Luke cũng sẽ đến, không ngờ anh ta vẫn mất tích. Senan không dám nói cho cô biết sự thật, mà chỉ dẫn hai mẹ con đi dạo, anh kể cho họ nghe về những kỷ niệm đẹp với chồng cô. Tối đó, khi cả ba đang dùng bữa, Connor đã tới thăm họ để tìm Senan. Có vẻ như hai người đã bắt đầu có sự đề phòng với Connor. Cô úp mở về việc Connor đã đánh bom khủng bố gần đây, bất chấp việc anh ta đã đưa ra những chứng cứ ngoại phạm. Thấy Senan có vẻ đang đề phòng mình, anh hỏi Abby, nếu kẻ diệt chồng cô đang đối diện thì cô có còn thông cảm cho anh ta không? Điều này khiến Senan trở nên khó chịu. Đợi chỉ còn hai người, anh bắt đầu chất vấn Connor, tại sao lại bỏ căn nhà đó trống không? Gã đáp luôn có những hy sinh cần thiết. Sáng hôm sau, trong lúc Senan đưa cháu mình đến trường, đại tá Canter đã đến đây để điều tra. Dường như ông nghi ngờ việc Connor và Senan đang làm, nên bảo nếu cô có bất cứ thông tin gì hãy gọi cho ông. Trước khi ra về, ông còn đưa một tập hồ sơ cho cô, trong đó là những bức ảnh khi Senan còn là xác sống. Từ đây khiến Abby bắt đầu nghi ngờ Connor nhiều hơn, cô tìm đến liên minh của hắn để điều tra. Trong lúc đang quay lén cuộc họp của gã với các thành viên, bỗng nhiên Abby bị người của hắn bắt được. Đứng trước cuộc đối chất của cô với gã rằng việc hắn đứng đằng sau những vụ khủng bố. Trái lại, gã lại bảo mình đang giúp đỡ rất nhiều người. Connor cho rằng Senan chính là gia đình của anh ta, dù thứ liên kết họ với nhau chính là căn bệnh. Abby tính rời khỏi nơi này thì bị người của gã bao vây, thế là cô liền chạy lên tầng lầu để tìm cách thoát. Cô chui ra cửa sổ, không may bị Connor túm chân, tức thì cô phải đạp hắn để có thể thoát ra. Ở phía của tiến sĩ Kathy, khi bà ấy đang đứng trước thây ma của bà, ngay khi định sờ lấy nó thì bất ngờ mẫu vật đã tấn công. Bà ấy xém chút nữa bị cắn, may mà quân đội đã đến để giải nguy. Họ cũng quyết định mang thây ma này đi để xử lý chung với những người kia. Sau khi Kathy ra về thì bị Connor chặn lại. Ở nhà của Abby, hai người đang ôn lại kỷ niệm cũ về Luke, Senan chuẩn bị đóng cửa lại, thì bỗng một kẻ lạ mặt xông vào nhà đánh bất tỉnh anh. Kẻ đó đã để lại một biểu tượng của Liên minh Kháng chữa, một tổ chức được lập ra để ủng hộ tiêu hủy thây ma và kỳ thị người chữa bệnh. Cảm thấy mình không an toàn nên anh ta đã đến tìm Connor để được giúp đỡ. Thế nhưng kẻ chủ mưu tấn công Senan lại là Connor. Cuộn băng bằng chứng của Abby bị biến mất đột ngột, cô liền gọi điện cho đại tá Canter để trình bày. Trong cuộc họp mà Connor đã vạch ra với Senan, tại đây cũng có tiến sĩ Kathy ngồi đàm thoại với hắn. Mục tiêu của Connor chính là giải cứu bệnh nhân của Kathy, bởi cô ấy đã được Kathy tiêm một loại thuốc kháng sinh mới, tuy chưa có tác dụng ngay nhưng chắc chắn sẽ có hiệu quả. Việc có trong tay người miễn nhiễm với dịch bệnh sẽ giúp cho mọi người có cái nhìn khác về nhóm của Connor. Anh ta hứa với Senan rằng họ sẽ không sử dụng bạo lực cho kế hoạch này, thế nhưng Senan không thể tin tên này được. Anh ta khuyên Kathy đừng có nghe lời hắn, mặc cho bà ấy vẫn một mực muốn giải cứu cô gái kia, vì cô ấy mang trong mình hy vọng của cả nhân loại. Bỗng cảnh sát bao vây lấy căn nhà của họ, vì quá mệt mỏi với xung đột nên Senan đã buông xuôi để bị bắt. Nhận thấy đã an toàn, Connor liền tìm đến Abby để tìm cách đe dọa cô. Gã đem chuyện của Senan ra để uy hiếp chính bản thân của anh ta có liên quan đến cái chết của chồng cô. Quay trở lại với Canter, khi ông đang thẩm vấn Senan, ông cầu xin Senan hãy cho mình biết kế hoạch của hắn là gì. Trước khi cuộc rút lui kết thúc, Canter không muốn có chuyện gì bất chắc xảy ra, và rằng ông ấy có thể giúp đỡ Senan an toàn, nhưng ngay cả Senan cũng không biết kế hoạch của Connor là gì nên họ rơi vào bế tắc. Sau khi anh được thả ra, người của Connor đến tìm anh để nhắc hẹn. Quay trở về nhà, Senan phải đối diện với chị dâu, cô bắt đầu đặt câu hỏi rằng Abby đã chết như thế nào. Không còn cách nào khác, Senan phải kể sự thật. Sau khi anh bị Connor lây nhiễm, anh trai cố ngăn cản nhưng đã quá muộn. Nhìn thấy em trai mình bị biến đổi, Luke chỉ có thể bất lực trước sự tấn công của anh. Quá sốc vì chuyện này, Abby đã nổi giận rồi đuổi Senan ra khỏi nhà ngay trong đêm. Senan ra ngoài và gặp Connor đứng chờ sẵn, hắn bảo với anh rằng tất cả bọn họ đều không thể tha thứ cho chúng ta nếu biết sự thật. Senan lại có lẽ hắn chưa bao giờ gặp ác mộng, vì Connor chưa bao giờ áy náy trước tội ác mình đã gây ra, dù vô tình hay cố ý. Bỗng đại tá Canter mai phục từ phía sau, hóa ra Senan đã hợp tác với ông ta để bắt Connor. Ông ra lệnh cho Connor quỳ xuống để tự trói mình, chỉ thấy Connor nhặt một mảnh sành lên và tấn công ông một cách điên cuồng. Thế là đại tá của chúng ta đi đời nhà ma. Gã cầm khẩu súng lên rồi đau đớn nhìn Senan, do dự muốn xử Senan nhưng lòng đã sớm coi anh như người thân nên bỏ đi. Ngày hôm sau, phái của Connor đã tấn công vào doanh trại, họ hạ hết lính canh rồi đóng giả làm cảnh vệ.
Sau khi chiếm được buồng điều khiển, Cathy liền phóng thích cô gái kia ra. Không may gã bên cạnh bà đã cướp quyền kiểm soát, hắn phóng thích hết thây ma ra ngoài. Cathy cảnh báo đây là sự điên rồ, nhưng nào gã này có quan tâm gì. Nhìn những thây ma ở xung quanh mình, Senan vẫn bình an vô sự vì anh cũng từng là zombie. Anh đảo mắt xung quanh để tìm cô gái kháng thể kia. Ở bên ngoài, quân đội đang giao tranh ác liệt với phe phản kháng. Bỗng một chiếc xe cho Connor cài vào đã phát nổ, tiếng động lớn đã thu hút bầy zombie ra ngoài. Senan sau khi đánh hạ gã đã phóng thích zombie, anh nhìn cô gái đang ngồi trong góc, có vẻ cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh như con người. Giờ đây hiện trường bên ngoài hết sức náo loạn, quân đội đang dần thất thế trước số lượng zombie áp đảo, một lượng lớn chúng đã tràn ra bên ngoài rào. Tiến sĩ Cathy sau một hồi tìm thấy cô gái kia, đây chính là người yêu của bà ấy, hai người nhìn nhau rưng rưng nước mắt trong hạnh phúc. Còn chưa đoàn tụ bao lâu, một con thây ma lao vào Cathy phá tan sự tĩnh lặng ấy. Abby khi này phát hiện xác sống tràn về, cô lập tức chạy vào nhà mang dìu ra. Sau khi xử xong con zombie đầu tiên cũng là lúc quân đội đến đưa cô đi di tản. Senan vừa chạy về kịp lúc, thấy anh, cô liền cầu xin Senan đi đón cháu mình ở trường. Senan liền bẻ lái hướng tới trường học, lúc này thây ma đã ở khắp xung quanh và phơi nhiễm cho mọi người. Sau khi tìm được thằng cháu, hai người liền đưa nhau đi trốn, ai dè gã Connor đã nhìn thấy họ nên bám theo trả thù. Senan trông thấy tên Connor ở ngay sau mình với một chiếc gậy, cộng thêm hàng tá thây ma xung quanh khiến anh phải bỏ chạy. Hai người chạy vào một hầm đỗ xe, không may Connor bắt kịp, anh bị Connor đánh cho một trận, còn người cháu thì bị zombie truy đuổi. Connor đánh Senan một trận thừa sống thiếu chết, đúng lúc này quân đội tới kịp và giải nguy bằng viên đạn. Nhìn Connor đang nằm dưới đất, Senan định ra tay với hắn nhưng nhớ đến cháu mình đang gặp nạn, anh liền chạy vào giải nguy cho cậu bé. Khi ra đến nơi thì tên Connor cũng đã kịp chạy trốn. Abby tới được trại tập trung, vì lo lắng cho con mình nên cô đã lẻn ra ngoài rào, cô bị một zombie phía sau chú ý. Nhờ có khẩu súng dưới xác của người lính, cô đã xử gọn kẻ đang lao tới. Với người lính đang bị biến đổi thì cô cũng làm điều tương tự. Sau khi về được đến nhà, Abby đoàn tụ với con trai thành công, Senan cũng đưa mắt nhìn cô trong sự nhẹ nhõm. Từ đâu một thây ma lao tới, Senan nhanh tay xử lý hắn, đáng tiếc cho người cháu vì cậu bị cắn. Trước lựa chọn giải thoát cho con trai mình, Senan đã ngăn chị dâu mình lại rồi bế cậu bé đi, anh hứa mình sẽ dùng loại thuốc mới để chữa trị cho cậu. Hai người sau đó bỏ đi trong đêm tối tĩnh lặng. Trên đây là bộ phim Những Người Được Chữa Khỏi, các bạn đánh giá nó ra sao thì để lại bình luận bên dưới nhé, cảm ơn các bạn.